Chào các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xóa một kênh YouTube. Đầu tiên các bạn vào trang chủ của YouTube và đăng nhập vào tài khoản Google mà mình đã tạo kênh. Sau đó nhấp vào biểu tượng tài khoản Google của các bạn và chọn kênh của bạn. Tiếp theo các bạn tìm ở mục bên trái, chọn cho mình phần cài đặt và chọn mục cài đặt nâng cao ở cột bên trái sau đó các bạn kéo xuống có mục xóa kênh và các bạn nhấp vào đấy bước tiếp theo các bạn phải đăng nhập vào tài khoản google mà các bạn đã tạo kênh và chọn cho mình mục tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung của mình và tích vào dữ liệu sau sẽ bị xóa vĩnh viễn các bạn tích vào đồng ý và chọn xóa nội dung của tôi các bạn nhập tên kênh của các bạn vào ok vậy là sau khi các bạn hoàn thành bước này thì các bạn chỉ cần đợi vài phút là kênh của các bạn sẽ được xóa mình sẽ check cho các bạn xem